những cập nhật mới nhất về cơn bão số 5. Cơ quan khí tượng cho biết trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 sẽ đổi từ hướng Bắc sang hướng Nam Tây Nam. Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 10 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km h Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km h và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vĩnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão ở phía Bắc Vĩ tuyến 18,5, phía Tây Kinh tuyến 110,0. Trong 48 giờ tới, Bão số 5 đổi hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kẻ biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 20 tháng 10, Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, từ đêm 19 tháng 10 đến sáng ngày 21 tháng 10, vùng ven biển, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.